Rất nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 đang được tuổi trẻ thủ đô và cả nước sôi nổi tổ chức trong suốt tháng 3, tháng của thanh niên, tạo nên không khí sôi nổi, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Hội chạy thanh niên với chủ đề Nụ cười Việt Nam đang được Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đại Nam tổ chức, thu hút hàng trăm người tham gia. Trong bộ trang phục của các liền anh liền chị, những sinh viên này muốn quảng bá cho người xem gian hàng mình về vùng đất quan họ Bắc Ninh. Chúng em muốn tất cả mọi người một lần, dù chỉ một lần, hãy đến với miền quan họ Bắc Ninh để thưởng thức những làn điệu dân ca từ ngàn xưa và thử những bộ trang phục từ thân như thế này. Mỗi gian hàng một bản sách riêng, song các bạn trẻ đều có chung mong muốn trở thành những hướng dẫn viên tận tâm, góp sức trẻ quảng bá cho hình ảnh du lịch đất nước. Em muốn mang tuổi trẻ Việt Nam, nụ cười Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để mọi người có thể biết rằng Việt Nam là một đất nước rất là hiếu khách và luôn chào đón mọi người với nụ cười nở trên môi. Mong muốn là mỗi bạn sinh viên, mỗi bạn đoàn viên sẽ chính là những đại sứ du lịch mang nụ cười của mình nhằm quảng bá hình ảnh của con người du lịch Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu. Qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn rằng là tuổi trẻ Việt Nam sẽ có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình cũng như là với cái sự phát triển chung.